Thế giới hoàn mỹ tập 159, Thạch Hạo cùng vài trăm vạn thiên kiều đã tiến vào khu không người. Đoàn người ồ ạt bay lên phía trước tim Cơ Duyên. Nơi đây có rất nhiều con đường, mỗi đường đều chứa đại đạo khác nhau. Thay vì hăng hái giành trước thì cậu lại muốn ở đây cảm ngộ. Năm xưa ở hư thần giới, Thạch Hạo đã từng đánh vỡ mặt đất và để lộ ra nhiều bảo vật được cất giấu bên dưới. Đoán rằng nơi này cũng có phần giống hư thần giới, phần thưởng biết đâu được cất giấu ngay dưới chân hay một nơi bí mật không ai ngờ đến. Thế là cậu lập tức dùng nắm đấm tấn công xuống đất, tiếc rằng dưới đất lại không có gì. Dù là vậy thì cậu vẫn tin rằng đi dạo hết các con đường khác có lẽ sẽ có thu hoạch. Sau khi tấn công vào một ngọn núi, sức mạnh lập tức bị ngăn cản. Quả nhiên nơi này có vách ngăn, thế là cậu ngưng tụ sức mạnh lần nữa rồi tấn công phá hủy vách ngăn rồi đi vào. Thời gian đã trôi qua 9 ngày kể từ khi đệ tử các đại giáo tiến vào trong. Phía bên ngoài tập trung rất nhiều người đến xem. Trong số này cũng có cha mẹ của Thạch Hảo, còn có cường giả của các đại giáo. Bọn họ cùng nhau thì triển pháp lực mở sau một khe hở để quan sát tình hình bên trong. Thiên tài các tộc bắt đầu xảy ra xung đột. Mọi hành động của bọn họ đều lọt vào tầm mắt của những người bên ngoài. Thanh Y và Phượng Vũ đi cùng nhau. Tên thanh niên béo mập và Thái Âm Ngọc Thỏ cũng đồng hành cùng nhau. Đang bước qua cầu thì bọn họ bị một con quái vật khổng lồ chặn lại. Tên béo bị Thái Âm Ngọc Thỏ đá lên phía trước thăm dò. Đám cường giả bắt đầu truy tìm tung tích của đại hung tội huyết trảm thiên tài đang ở đâu, đồng thời cũng muốn theo dõi hành động của Hoàng. Sau khi tìm kiếm thì cả đám mới bất ngờ vì hai danh xưng này lại cùng là một người. Sự mạnh mẽ tàn bạo của Thạch Hậu khiến đám cường giả cũng áp lực. Tiểu tử này chính là một cái tai họa lớn. Thạch Hậu biết mình đang bị nhìn lén, cậu đứng dậy bạo phát khí thế ngút trời rồi bắt đầu lên tiếng nói ra thân phận của mình cho đám người bên ngoài biết. Bản thân vừa là Hoàng, vừa là đại hung tội huyết trong miệng của đại giáo, càng là Thạch Hậu ở hạ giới và là Hạo Thiên từng sông vào linh giới. Một người, bốn cái biệt danh khác nhau, dù là biệt danh nào thì cũng đều xảy ra xung đột với các đại giáo. Cậu tuyên bố ở trong tiên cổ này, kẻ dám ức hiếp người dân tội huyết đều sẽ bị trảm. Cha mẹ Thạch Hạo nhìn thấy con trai mình còn sống thì rất vui mừng. Trong thời gian này, thiên tài các nơi đã bắt đầu nhóm lên thần hỏa, đột phá vách ngăn tôn giả cảnh để tiến vào cảnh giới thần hỏa. Trong số này có một gã tên là Yêu Dịch của Yêu Long Đạo Môn đã đột phá thành thần. Chuyện này làm cho người của Yêu Long Đạo Môn vô cùng vui mừng. Yêu Dịch chắc chắn sẽ mang vinh quang về cho đạo môn bọn họ. Tiểu tử Thạch Hạo đó cứ đợi bị chặt chém đi. Về phần Thạch Hạo, cậu chưa vội tiến vào tiểu thiên thế giới tìm cơ duyên mà chỉ một mực ở bên ngoài bế quan đột phá. Việc cần làm là nhóm lửa đột phá lên thần hỏa. Nhưng cậu lại không tìm dị hỏa để đột phá như bao thiên tài khác, mà chọn một cách làm khác biệt là tự nhóm lửa đốt mình, lấy trời đất làm lò luyện, cơ thể chính là một đống lửa cháy hừng hực. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, ít người biết đến. Đám người Yêu Long Đạo Môn nhìn thấy hành động của Thạch Hậu đều chế giễu mỉa mai. Bọn họ không ngờ rằng tiểu tử hoang đó lại có đầu óc ngu dốt như vậy, lại tự dùng lửa đốt cho người mình đầy thương tích. Đúng là tu luyện đến não hỏng luôn rồi. Quá trình biến cơ thể thành ngọn lửa cực kỳ khắc nghiệt. Dù nhục thân Thạch Hạo có cường hãn thì cũng bị tàn phá nặng nề. Đến lúc này, cậu mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao mọi người đều chọn cách phổ biến là tìm kiếm di hòa để nhóm thần hỏa. Còn những phương thức thành thần khác thì lại có rất ít người lựa chọn, bởi vì sự đánh đổi này quá tàn khốc. Sau nhiều thời gian tự thiêu thì Thạch Hạo cũng không chịu đựng được nữa, cơ thể rơi từ trên cao xuống, nằm úp mặt xuống đất. Ý chí đúng là rất cao, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi định mệnh. Chưa để cho kẻ thù vui mừng thì cậu lại gắng gượng đứng dậy. Bước đầu tiên là tu luyện đến cực hạn, kế tiếp là đi tìm chút cơ duyên để bổ sung linh khí. Cậu đánh phá vách ngăn rồi lao qua khe nứt. Địa điểm kế tiếp là một cái hồ nước, đây chính là suối thần, linh khí vô cùng dày đặc. Nước suối này có thể giúp chữa thương. Sau khi uống một ngụm nước, thương thế trên cơ thể lập tức biến mất. Vừa mới hồi phục được một chút thì lại bị cắt ngang vì đám người của Yêu Long Đạo Môn đã chiếm cứ khu vực xung quanh ngọn núi này. Bọn họ không hề biết Thạch Hạo là đại hung tội huyết, nhưng mà sự xuất hiện của cậu tại nơi này đã bị coi là làm phiền đến đại nhân của bọn chúng tu luyện. Thạch Hạo đã công bố lai lịch của mình, từ hành động của đám người này có thể thấy rằng bọn họ chẳng biết một chút gì cả. Xem ra là tin tức trong và ngoài tiên cổ không thể liên thông được. Những đệ tử đại giáo tiến vào trong còn chưa biết rõ tình hình. Một tên thanh niên lao đến tấn công phủ đầu, định tiễn Thạch Hạo về đất mẹ. Gã đầu biết rằng hành động của mình chính là tự tìm đường chết. Thạch Hạo dùng một đấm đưa tiễn kẻ địch về chầu ông bà.
Những người khác thấy vậy, lập tức lao lên đánh hội đồng. Nhưng dù có đến bao nhiêu người thì cũng đều không phải đối thủ của cậu. Cuối cùng, tên cầm đầu đám người này phải ra mặt. Gã ta chính là Yêu Dịch mới đột phá thần hỏa cảnh. Thạch Hạo không ngần ngại khai báo ra danh tính của mình. Sau vài câu chào hỏi thì hai người cũng lao vào nhau đánh cận chiến. Vì thực lực Yêu Dịch cao hơn nên dễ dàng tặng cho Thạch Hạo một chưởng vào ngực. Cơ thể bay xuống hồ nước. Hành động này vô tình lại trợ giúp cho cậu đột phá xiềng xích. Sau khi hấp thu linh lực của nước suối thần, cơ thể cậu lần nữa bốc lửa, thực lực chính thức tăng lên thần hỏa. Không có sự cách biệt về cảnh giới, Yêu Dịch nhanh chóng bị ăn đòn. Gã ta biến lại dạng bản thể rồi há miệng phóng ra luồng kình lực. Thạch Hạo thuấn di ra bên ngoài. Yêu Dịch lại sử dụng ra tuyệt chiêu, chiêu thức này được mô tả là chân thần bị về khốn cũng khó chạy. Tiếc rằng những cái mô tả đó lại không hoàn toàn áp dụng được khi đối đầu với Thạch Hạo. Cậu bạo phát sức mạnh và cho biết mình đã nhường một chiêu rồi, tên này lại không biết khó mà lui. Đã vậy, Thạch Hạo cũng không cần nương tay nữa. Cậu phóng ra luồng hỏa diễm đốt hết mọi thứ xung quanh và bao vây Yêu Dịch lại, sau đó tặng cho kẻ địch vài đấm vào người. Cơ thể rơi xuống đất không cử động được, sau đó cậu trực tiếp rút xương của Yêu Dịch ra khỏi cơ thể và thế là thiên tài hy vọng nhất của Yêu Long Đạo Môn đã tử trận. Đây mới chỉ là màn báo thù đầu tiên. Phía sau vẫn còn rất nhiều kẻ địch mạnh vẫn đang chờ đợi Thạch Hạo. Thạch Hạo sẽ đối mặt với những khó khăn gì tiếp theo? Các bạn hãy cùng mình đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!